Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một loạt điều chỉnh tích cực trong phản ứng với dịch COVID-19 của mình, từ 20 biện pháp kiểm soát vào tháng 11 giảm xuống còn 10 biện pháp vào tháng 12 và hạ cấp các biện pháp quản lý COVID-19. Vào cuối năm 2022, có một số yếu tố khiến chúng tôi nhận thấy đã đến lúc phải tối ưu hóa và điều chỉnh hơn nữa việc kiểm soát dịch COVID-19. Thứ nhất, khả năng gây bệnh của mầm bệnh thực sự đã thay đổi đáng kể và đang giảm dần. Thứ hai, mức độ tiêm chủng chủ động của người dân đang được cải thiện rõ rệt. Nhận định về tình trạng thiếu nguồn lực y tế, chuyên gia Li Wang Wanian cũng lưu ý rằng đây là vấn đề chung của hầu hết các quốc gia trong giai đoạn đầu nới lỏng các hạn chế phòng dịch. Tuy nhiên, những điều chỉnh trong chính sách COVID-19 của Trung Quốc đã được thực hiện một cách chủ động thay vì bị động. Theo đó, các cơ quan y tế của Trung Quốc đã và đang chuyển trọng tâm công việc từ phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 sang điều trị y tế để đảm bảo quá trình chuyển đổi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh diễn ra suôn sẻ và có trật tự.